Kính thưa cha, kính thưa quý vị, kính thưa cộng đoàn, giờ đây một người chị đại diện cho gia đình Teresa là bà trưởng có đôi lời để cảm ơn cha, quý vị và cộng đoàn. Trọng kính cha Đa Minh Chánh Sứ, cha Giuse Phó Sứ, kính thưa quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo, quý giới, đoàn thể và cộng đoàn. Con xin đại diện thay lời cho quý cụ, quý bà, quý chị em gia đình Teresa, xin gửi tới quý cha, quý tu sĩ và toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Kính thưa quý cha, vì tình yêu thương, quý cha đã tạo mọi điều kiện và cho phép hướng dẫn chúng con được tổ chức mừng lễ. Hơn nữa, quý cha còn dâng thánh lễ long trọng cầu nguyện cho gia đình Teresa chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân và cảm ơn hai cha. Xin Chúa ban cho hai cha dư tràn sức khỏe, bình an và thánh đức. Kính thưa quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo, quý giới, đoàn thể và cộng đoàn, quý vị đã dành thời gian quý báu để hiện diện tham dự thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho gia đình Teresa chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đồng thời, chúng tôi cũng xin cảm ơn ban phòng thánh, ban lễ sinh, ban khánh tiết, ca đoàn thiện trí, anh Nhật Hoàng, ban truyền thông giáo xứ đã cộng tác giúp đỡ cho thánh lễ ngày hôm nay được diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sắng. Một lần nữa, con xin được trân trọng cảm ơn quý cha và toàn thể quý vị. Xin lòng ơn Chúa ban luôn phúc lành xuống trên quý cha, quý dì và toàn thể quý vị. Sau đây, con xin cha ban bố cho chúng con đôi lời. Con xin kính mời. Kính thưa quý cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với gia đình Teresa mừng kính thánh bổn mang. Theo đúng tinh thần của thánh Teresa, nhỏ bé đơn sơ, một nhóm gia đình Teresa nhỏ bé, nhưng mà dù nhỏ bé nhưng cũng mang lại nhiều hiệu quả ơn ích thiêng liêng khi có những sinh hoạt, nhất là lời cầu nguyện theo gương của thánh Teresa sẽ mưa hoa hồng xuống trên nhân loại và trên cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp thông với giáo hội, đặc biệt là cầu nguyện cho gia đình Teresa, để rồi sau mỗi năm mừng kính thánh bổn mang lại có thêm những thành viên mới tham gia vào gia đình Teresa để tăng thêm lời cầu nguyện cho cộng đoàn, cho giáo xứ. Một lần nữa chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng gia đình Teresa. Kính thưa cộng đoàn, như những điều chúng ta đã nghe thông báo thì tối hôm nay các bạn trẻ sẽ có buổi tĩnh huấn theo thông lệ vào lúc 19 giờ. Cho cha Thiệu, giáo sư của dòng Don Bosco sẽ để chia sẻ với các bạn trẻ, là dòng Don Bosco là chuyên viên về các bạn trẻ. Kính xin các gia đình cũng kêu gọi nhắc nhở các bạn trẻ trong giáo xứ tham dự để chúng ta có những kiến thức cần thiết để lo cho đời sống tương lai và nhất là những chuẩn bị tiền hôn nhân cho chính con cái của chúng ta. Điều thứ hai là ngày mai cũng là lễ trọng,
Giáo xứ chúng ta mừng kính thánh Bân Côi Bổn Mạng, Đức Mẹ Bân Côi là bổn mạng của giáo xứ. Chương trình của giáo xứ có chầu lợn và buổi chiều có thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Đức Mẹ Bân Côi trước kiệu chung quanh nhà thờ. Thế vậy mà xin cộng đoàn chúng ta cũng theo dõi chương trình chầu lượt của giáo xứ, giáo khu, giáo họ của mình, tham dự giờ chầu và nhất là tham dự đoàn rước để cung nghinh Đức Mẹ bước vào tháng Bân Côi kính Đức Mẹ. Và cũng trong dịp này thì giáo xứ có gửi đến các gia đình các lời kính Bân Côi và cũng mời gọi các gia đình chúng ta công tác vào việc xây dựng nhà mục vụ giáo xứ vào bước 2 giai đoạn hoàn thiện. Xin cộng đoàn chúng ta cũng mở rộng tay để giúp đỡ cho công trình chung. Và Chủ nhật tới, quý chức ban hành giáo sẽ gửi đến các gia đình các phong thư kinh Bân Côi và đồng thời cũng là lời mời gọi xin cộng đoàn giúp đỡ cho công trình chung của giáo xứ chúng ta. Và thứ Bảy, 7 tháng 10 thì giáo họ Hảo Xá sẽ long trọng mừng kính thánh Bân Côi là bổn mạng của giáo họ. Xin cảm ơn quý cộng đoàn. Kính mời cộng đoàn đứng lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, như anh chị em đi